Rồi hôm nay chị làm công nghệ lần hai về công nghệ căng bóng nữa. Thì chị ơi, chị có thể chia sẻ với cả nhà của BB về hiệu quả công nghệ căng bóng da chị đã từng sử dụng như thế nào không ạ? Nhưng mà mình đã đến đây làm lần thứ hai, trông mình rất là hiệu quả, rất là đẹp, rất là thích lắm. Là chị đã làm được một lần của bên mình rồi. Đó là mình ở Đà Lạt chị ha. Khí hậu lạnh quá cho nên là chị bị khô da. Và chị đã cấp ẩm rất là nhiều về dưỡng da hoặc là về đắp mặt nạ, nhưng mà không có cải thiện được nhiều. Tại vì như cả nhà mình được biết á, là nếu mà càng lớn á, thì cái tốc độ tăng sinh của mình nó sẽ càng ít lại. Cho nên là mình không cung cấp đủ. Và mình cần một cái công nghệ tốt hơn nữa. Nên là chị đã trải nghiệm công nghệ siêu phẩm Super Nano Collagen và rất là có hiệu quả luôn. Thì em mời bác chia sẻ cho cả nhà mình biết về công nghệ Super Nano Collagen. Nó thần thánh như thế nào nha? Về công nghệ Super Nano Collagen thì đây là cái phương pháp mà giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Thì trẻ thì trong da của mình có rất nhiều dưỡng chất làm cho da mình luôn luôn là đẹp, mịn màng, căng và rất là trẻ trung. Tuy nhiên thì khi mà càng lớn tuổi thì những thành phần trong da nó bắt đầu nó giảm đi. Khi đó là cái lúc mà mình cần bổ sung các cái dưỡng chất để nuôi dưỡng cho da. Thì sau khi mà mình làm cái Super Nano Collagen trên da của chị thì mình thấy là cái da của chị bắt đầu có cái độ bóng, nó bắt đầu căng, nó mịn màng hơn, cái chất lượng da tốt hơn, da dày hơn, các cái nếp nhăn liti ở trên da bắt đầu thấy có cái sự cải thiện và da có độ mịn màng hơn, và đặc biệt là cái độ ẩm trên da nó tốt hơn. Bởi vì cái độ ẩm rất là quan trọng, nếu mà da chúng ta mà nó quá khô thì nó sẽ rất là mau bị lão hóa, nên là chúng ta cần là bổ sung cái độ ẩm bằng cái cách là chúng ta đưa trực tiếp vào sâu bên trong. Bởi vì với các cái phương pháp giống như là chúng ta sử dụng kem dưỡng ẩm thông thường để chúng ta thoa trên bề mặt da thôi á, thì nó chưa đủ để thẩm thấu sâu vào bên trong. Nên là cái việc mà chúng ta cần cung cấp các cái dưỡng chất để nuôi dưỡng da sâu từ bên trong rất là quan trọng, để giúp tái tạo lại cái làn da, giúp cho da mịn màng, căng, trẻ trung và sáng, đẹp hơn. Dạ, cảm ơn bác rất là nhiều. Nên là nhờ công nghệ đỉnh cao như vậy mà mình càng ngày càng trẻ, càng ngày càng đẹp hơn chị ha. Chị có hài lòng về công nghệ không ạ? Chị rất là hài lòng. Dạ, chị có muốn chia sẻ gì với khán giả của BB Thanh Mai không? Chị cũng rất là cảm ơn. Nói chung là bác sĩ, chuyên gia tư vấn này cũng rất là nhiệt tình khi chị đến đây thăm khám. Rồi nói chung là tư vấn rất là kỹ càng cho chị, để cho chị có một làn da rất là đẹp, mịn màng. Vui quá đúng không chị? Tết quá. Nếu như mình cứ giữ được mãi cái sự tươi, tự trẻ như vậy nè, thì chắc chắn là cuộc sống của mình nó sẽ là hạnh phúc hơn nữa. Mình thu hút được nhiều tài lộc hơn nữa này. Thì bây giờ không có để cho chị phải chờ nữa. Em sẽ mời mình nằm xuống để bác tiếp tục công nghệ làm cái siêu phẩm Super Nano này cho chị, để da chị luôn được ẩm, được mướt và được mịn như da của em bé luôn nha. Chị em mời mình nằm xuống ạ. Dạ, em mời bác điều trị cho chị nha. Cả nhà mình ơi, ở BB Thanh Mai thì có rất là nhiều những công nghệ trẻ hóa da, như là về nâng cơ nè, điều trị sạm, nám, đốm tàn nhang nè, làm da mình căng, mướt, mịn như da của bé nè, điều trị sẹo nè. Nói chung là rất là nhiều những công nghệ mình đã được FDA Hoa Kỳ công nhận luôn. Thì nếu như cả nhà mình có gặp phải những cái trường hợp như em có kể ở trên á, thì đừng ngần ngại gì hết mà hãy gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai 1800 6617 để được bác sĩ lên phác đồ điều trị riêng cho từng các anh chị mình luôn nha. Em sẽ hẹn gặp lại cả nhà mình ở những cái buổi livestream tiếp theo. Em xin chào ạ.